kênh Bếp Của Vợ xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái công thức mình làm chuối xanh ngào đường nha cả nhà. Cái món này món ăn chơi vào những ngày mưa như thế này rất là ngon luôn, và món ăn vặt cho tất cả các bạn làm văn phòng ấy. Nên hôm nay mình sẽ chia sẻ công thức, sẽ gồm là một nải chuối ha. Chuối này là mình gọi là chuối sứ, nhưng mà cũng có thể là mình thay thế bằng chuối chà cuôi, một trái chanh, một củ gừng và một chén đường. Mình sẽ sử dụng một chén đường. Và tiếp theo đó là muối. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Mình sẽ cho muối vào ha. Và mình vắt chanh vào luôn. Mình làm bằng chuối chà cuôi cũng được đó, mọi người nha. Cứ chuối xanh là mình làm được hết, nhưng mà mình ăn bằng chuối sứ này cho nó ngon nè. Đó, mình sẽ vắt chanh. Muối và chanh sẽ làm cho chuối nó sẽ không có bị thâm, bị đen, và nó sẽ giúp cho cái trái chuối của mình nó sẽ ra hết tất cả các nhựa. Mình cho vỏ chanh luôn nha cả nhà nha, tại vì cái vỏ chanh này là vỏ chanh giấy nên nó rất là thơm. Mình sẽ cắt ra luôn, tại vì cái chuối này người ta mới chặt á, nên nó vẫn còn nhựa rất là nhiều, nên thôi mình cho vô cái thau muối chanh này vô luôn để cho cái nó ra hết cái nhựa. Món này ăn chơi thì tuyệt vời của mèo luôn. Đó, mình sẽ cắt hai cái đầu để cho nó chảy mủ ra. Mủ chuối rất là ghê nha cả nhà nha, nên mọi người làm thì mình cẩn thận một chút, cũng thôi dính vô quần áo là hư hết. Rồi, bây giờ mình sẽ gọt vỏ. Mình sẽ bào vỏ ra. Mình chỉ cần một con dao bào như thế này thôi là mình làm rất là nhanh ha. Rồi mình cứ thong thả mình bào vỏ ra, rồi mình bỏ vô trong đó cho nó không có bị đen. Mình đừng có bỏ ra ngoài nha cả nhà, tại vì đây cũng là một bí quyết, mình bỏ như vậy để cho nó ra hết chất nhựa và cái chất chát của trái chuối á thì nó sẽ ngon. Rồi, mấy bữa nay mình làm món ăn gia đình nhiều rồi, hôm nay mình sẽ chia sẻ cái công thức làm món ăn chơi cho đỡ buồn. Tại vì nhiều khi ngồi ở shop cũng buồn lắm. Bây giờ cái chuối, cái nước nó hơi dơ, nó ra nhựa, cả nhà thấy không? Rất là đen. Bây giờ mình sẽ lấy chuối ra và mình đổ cái nước này đi, và mình làm thêm một cái hỗn hợp nước, muối và chanh tiếp theo để mình bào cho nó sạch ha. Tại vì cái chuối này là cái chuối người ta mới chặt nên cái nhựa nó hơi nhiều, nên mình phải làm hai lần. Rồi, cả nhà lưu ý giùm mình nha. Cái này làm bằng chuối xanh chứ không phải làm bằng chuối chín nha. Chuối xanh thì nó sẽ giòn hơn, chuối chín thì chiên nó không có được giòn. Chuối ương cũng làm không ngon, đặc biệt của món này là phải làm bằng chuối xanh. Bây giờ mình làm sẽ có hỗn hợp dung dịch, hỗn hợp nước này nữa để cho mình bỏ vô hết. Mình cứ bỏ vô, tại vì mình chuối mình bỏ ra ngoài không khí gì lâu ấy thì nó sẽ bị đen, cái màu chuối của mình nó sẽ không có được đẹp. Và mình cho vô luôn như vậy thì cái màu tinh dầu của cái vỏ chanh nó ra thì nó sẽ thơm hơn. Tại vì cái này mình sử dụng chanh giấy, mình sẽ sử dụng con dao hai lưỡi như thế này. Mình bào rất là nhanh nha cả nhà nha. Mình bào cẩn thận một chút không thôi nó bị đứt tay á, thì mình sử dụng con dao hai lưỡi này nó sắc thì mình làm rất là lẹ, cảm thấy không cực kỳ khó khăn gì. Mình chỉ cần chuẩn bị cỡ khoảng năm trái chuối là mình có thể một món ăn ngon rồi và an toàn nữa. Món này ăn giòn giòn, ngọt ngọt, béo béo, rất là hấp dẫn luôn. Đó. Tại vì mình cũng nghiền món này lắm, lâu lâu mình thèm á, mình hay kêu chồng mình đi mua, nhưng mà nhiều khi cũng không có đâu. Tại vì thường thường mua những cái món này ở những cái trạm dừng chân hoặc là nhà xe á, thì nó sẽ có. Hôm nay mình sẽ biết rồi, mình sẽ tự làm. Làm cực kỳ dễ, không có khó như mình tưởng tượng đâu cả nhà. Mình cứ bắt tay làm thì cực kỳ rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ ngâm cái chuối mình đã bào khoảng 15 phút để cho nó ra hết tất cả các nhựa trong trái chuối, để cho nó, với lại nó ngấm muối với chanh vô đó thì nó sẽ giúp cho cái miếng chuối của mình nó sẽ giòn hơn. Bây giờ mình sẽ làm gừng ha. Gừng để mình trộn chung với hỗn hợp đường á, để mình xên lên cho nó thơm mùi gừng. Gừng mình cứ bào sạch vỏ ha, rồi mình rửa sạch, rồi mình sẽ bỏ vô cối mình giã nát ra thì cái gừng nó sẽ tiết ra được nhiều cái chất gừng hơn, và cái mùi gừng nó sẽ nhiều hơn.
Rồi mình sẽ bào nhỏ. Mình cũng có thể bỏ vô luôn, nhưng mà tại vì mình bỏ nguyên cái củ vô mình giã không có được, nên là mình phải bào nhỏ như thế này để mình giã cho nó dễ. Rồi bây giờ mình giã ha. Mình giã cho nó nát ra, để cho mình khi mình trộn chung với nước á thì cái tinh dầu gừng nó sẽ ra, cái chất gừng nó sẽ ra và hòa quyện thêm đường nữa, trộn chung với chuối thì ôi cực kỳ hấp dẫn. Mọi người cứ làm theo cái công thức này như mình làm, chị chia sẻ mà không ngon á thì mình mất gì cũng mất nữa, tại vì mình làm mình chắc chắn cái món này lắm, đơn giản mà cực kỳ dễ làm, nó không có được như, nó không khó như mình tưởng tượng. Rồi bây giờ mình đã giã nát rồi ha, mình sẽ bỏ ra tô và mình cho cỡ khoảng một chén nước nha cả nhà nha. Mình lưu ý dùng dùng cân bếp của vợ, mình sẽ cho cỡ khoảng một chén nước vô mình ngâm. Mình ngâm như vậy để cho gừng nó ra hết. Bây giờ mình sẽ đi rửa. Không, mình không đi rửa mà mình sẽ đổ ra, mình đổ nước ra nha cả nhà, để cho cái chuối nó ráo thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho dầu vô. Mình chiên cái này thì hơi hao dầu một chút, nhưng mà nó sẽ rất là ngon. Mình sẽ cho dầu vô ngập cái miếng chuối, và khi dầu cực kỳ sôi rồi mình mới bỏ chuối vô nha cả nhà. Đặc trưng mình chỉ cho cả nhà, mình chiên một cái một như thế này nè thì nó sẽ dễ lắm, dễ canh nhận biết lắm. Mọi người đừng có quan tâm gì tới nó, cứ để cho nó như vậy. Tại vì nó còn nước thì nó sôi rất là mạnh, tại vì cái chuối nó ướt, nó sôi rất là mạnh. Nhưng khi mà chuối nó đã khô và nó đã vàng rồi thì cái dầu trong cái chảo này nó sẽ giảm xuống, là mình biết là nó đã xong rồi đó. Mình không cần phải chợ gì đâu cả nhà nha, tại vì mình đã cho chuối ngập dầu rồi. Đó, mình đã chiên được một chút rồi đó. Mình cứ quên nó đi, là một mình cứ bỏ nó đây, mình không cần phải lật đâu. Đó là cái chuối của mình, khi mà cái dầu, bạn cả nhà thấy không, khi mà nó khô rồi thì cái lượng dầu của nó không có sôi mạnh như lúc đấy nữa, thì mình sẽ tắt bếp hoặc giảm lửa nhỏ để mình vớt ra cho nó kịp ha. Đó, mình sẽ tắt bếp rồi mình vớt ra cho nó kịp nha. Mình chiên chừng nào hết cái mẻ chuối mình cần làm là được. Đó, rất là dễ, không có gì khó hết, nên mọi người để ý một chút. Mình chiên 2-3 mẹ mình rút ra được cái kinh nghiệm như vậy đó. Lúc đầu là mình bỏ vô từng cái, nhưng sau này mình bỏ hết vô là nó tự nó khô, là nó tự thả nhau ra vậy đó. Tại lúc đầu thì nó dính nhau vô mà, sau nó khô là nó sẽ tự bung ra đó. Giờ mình sẽ lấy ra ha. Đó, bây giờ tới đây là gần xong rồi, bây giờ mình ngào đường thôi. Bây giờ mình sẽ cho đường vô ha. Mình sẽ sử dụng cái chảo mình chiên luôn, mình cho đường vô. Mình sẽ cho đường vô và mình sẽ cho cái gừng vừa nãy mình ngâm nước đó, mình sẽ rây qua cái rây rồi mình cho vô cái chảo luôn ha, chảo đường luôn. Đó, bây giờ mình sẽ ngoáy cho nó tan hết đường và mình sẽ bật bếp ngoáy cho nó tan hết đường. Đó, mọi người lưu ý giùm mình nha. Mình sẽ chỉ cho mọi người cái bí quyết làm sao cho cái miếng chuối của mình nó bọc cái đường trắng á. Sẽ có một cái đường trắng bao lên trên cái miếng chuối của mình ha. Mình cứ thong thả mình rim trên lửa, để cho khi nào mà cái bọt khí, có lúc này bọt khí nó chưa lên thì mình không nên bỏ vô nè. Và mình cứ rim lửa cho từng nào mà cái bọt khí nó sôi lên, mà nó sôi hết cái chảo của mình, thì lúc đó mình bỏ vô thì nó mới kết tinh cái đường vô cái miếng chuối mình nha. Chứ không thôi là mình bỏ vô sớm thì nó sẽ không có bám nha, cái đường trắng vô cái chuối của mình đâu. Nên đây cũng là một bí quyết nha cả nhà nha. Cả nhà lưu ý giùm mình. Đó, bây giờ nó vẫn còn nước, mình bỏ vô thì nó sẽ không, cái đường nó sẽ không có cái miếng đường trắng vô. Đó, cả nhà thấy không, bây giờ là cái bọt khí nó lên rất là nhiều rồi, và đã đủ để cho mình bỏ vô rồi đó. Cả nhà thấy khác cái lúc đầu không? Đó, bây giờ mới là lúc để mình bỏ chuối vô này. Cả nhà lưu ý mình dùng cân bếp của vợ lúc này nha. Chứ không thôi là mọi người bỏ vô sớm quá thì nó sẽ không có cái lớp đường trắng đâu. Nó chỉ có cái lớp đường ngọt ở ngoài thôi, mình cảm thấy nó còn ngọt ở ngoài thôi, chứ nó không có cái lớp đường trắng. Đó, đây là một bí quyết mình chia sẻ với cả nhà. Đó, bây giờ mình mới cho vô nè. Và khi mình cho chuối vô thì mình cứ đảo đều trên lửa và cho cái đường nó khô, và khi mà mình cảm thấy cái đường nó
nó bám vô cái miếng chuối của mình rồi là lúc đó xong rồi nha cả nhà. Ôi cái chảo của mình nhỏ quá nên là mình xào không có được, mình xào trên lửa trên trên bếp không được, xào chuối không có ngon đó. Cả nhà nào mà mọi người có cái chảo lớn thì mình xào rất là thoải mái, nhưng gia đình nhà mình chỉ có một cái chảo này là gọi là to nhất thôi, nên thôi mình sử dụng đỡ, nhưng mà mình làm cũng rất là ok, tại vì nó hơi rơi ra ngoài thôi, mình khéo khéo một chút thì nó sẽ không có rơi ra đó. Mình cứ xào đều trên lửa như thế này cho tới khi nào đó, bây giờ là nó đã, cái miếng đường nó đã bám vô miếng chuối rồi và nó cảm thấy nó khô cực kỳ đó. Bây giờ là sắp xong rồi đó cả nhà nha. Mình cứ thư thả mình làm, mình nắm được 1-2-3 bí quyết là mình làm cỡ nào cũng thành công hết. Cái chỗ nào cần lưu ý thì mọi người lưu ý dùm em nha. Còn bình thường khúc đầu hay khúc sau gì mọi người biến tấu sao cũng được hết, nhưng khúc nào lưu ý thì nên nhớ để cho mình có cái thành phẩm ok nhất. Rồi bây giờ thành phẩm của mình rồi, chiếc chuối của mình đã bọc một lớp đường trắng rất là hấp dẫn và bắt mắt, ăn cực kỳ bùi luôn. Ai ăn nhiều đường thì mình bỏ nhiều đường, ăn ít đường thì mình bỏ ít đường, nhưng mình bật mỹ cho cả nhà nha, không xào bằng đường ăn cũng rất là béo. Rồi hôm nay kênh bếp của vợ đã chia sẻ cho mọi người bí quyết làm chuối ngào đường, chuối xanh ngào đường nha. Và kênh bếp của vợ xin chào cả nhà, hẹn lại cả nhà vào những món ăn tiếp theo nha. Hãy báo cho kênh bếp của vợ thành công của mình nhé.